Chào mừng các bạn đã đến với Phê Game. Mortal Kombat đã quay trở lại với Mortal Kombat 1, máu me và tàn bạo hơn. Một thời điểm tuyệt vời để thực hiện một siêu tóm tắt. Trước hết thì mình sẽ mặc định là mọi người đã nắm được những diễn biến xảy ra trong series game cho đến hết Mortal Kombat 11 và bản DLC Aftermath. Nhưng nếu chưa biết hoặc đã quên thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại các video liên quan trên kênh mà bọn mình đã thực hiện. Giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Câu chuyện bắt đầu ở một khu chợ nào đó. Một người đàn ông đang quảng cáo về công dụng thần kỳ của một thứ thuốc vừa điều chế. Nó được làm từ những thành phần hết sức quý hiếm. Nhưng chưa chốt được đơn nào thì một người đàn ông khác đã chen ngang màn PR. Ông ta gọi người bán thuốc với cái tên Shang Tsung và cáo buộc Shang Tsung chém gió. Shang Tsung chống chế, người đàn ông làm căng, Shang Tsung già mồm, người đàn ông điên tiết và mất bình tĩnh, tiến đến gần và ném Shang Tsung vào đám đông đang dần náo loạn. Shang Tsung bị tẩm quất. Và trong khi đang than thân trách phận vào tối hôm đó, một người phụ nữ lạ mặt tìm đến hắn với lời hứa hẹn hấp dẫn. Hai anh nông dân trồng bắp cải, Raiden và Khung Lao đang thăm ngàn. Khung Lao mơ ước có một cuộc sống thú vị hơn và xếp kèo với bạn mình. Ai chất đầy xe bắp cải trước thì được một chầu ăn. Nhưng rốt cuộc lại chẳng phân định được ai là người xong trước và hai ông check vào ngay tại quán để chốt người thắng. 1-0 cho Khung Lao. Ăn xong đang trả tiền thì họa đến. Kakashi, nhầm, Smoke bỗng từ đâu xuất hiện, đòi tiền bà bâu chủ quán. Bà bâu không chịu, ninja đi đập quán. Bà bâu đấm Smoke, Smoke đẩy bà già xuống tầng. Hai anh nông dân bất bình lao vào tham chiến. Smoke lẩn vào bong khói và cho hai anh nằm sàn theo bà bâu. Không khuất phục, cả hai đứng lên và chấp một mình Smoke. Smoke nắm. Đúng lúc đó, Sub-Zero ném băng xuống. Trong khi Scorpion đang cầm phi tiêu gắn dây tiếp cận từ bên hông. Hai bên đấu võ mồm rồi va nhau ngay. Sub-Zero ôm Raiden lan xuống cầu thang. Scorpion kéo chân Khung Lao. Khung Lao bật người sút vào mồm Scorpion. Sub-Zero đóng băng tay của Raiden. Khung Lao phi nón giải cứu nhưng it's not very effective. Khung Lao lao vào và bom bốp và it's super effective. Bà bâu may mắn chưa chuyển hộ khẩu xuống NetherRealm và một người đội mũ chùm đầu bước xuống là anh Liu. Mắt anh sáng nhưng dáng anh không hiền lắm. Liu Kang tiết lộ mọi chuyện đều do một tay anh sắp đặt để chiêu mộ hai anh nông dân về làm võ sĩ đại diện cho Earthrealm tham gia vào Mortal Kombat. Những ninja cũng chẳng phải côn đồ, mà là một tổ chức có nhiệm vụ giữ an toàn cho Earthrealm có tên là Lin Kuei. Sub-Zero tên thật là Bi-Han, còn Scorpion tên thật là Kuei Liang, em trai của Bi-Han. Ở một khu rừng nào đó, Johnny Cage và phụ tá đang đi thám hiểm một ngôi đền ẩn. Món bảo vật mục tiêu nằm trong tay một cái xác được bảo kê bởi những con quỷ. Quỷ với chả ma. Cái xác hóa ra là một undead. Nó hù làm người phụ tá bỏ mạng, trừ một trợ thủ. Dễ dàng cắt đầu nó bằng một pha quang khiên như một vị đội trưởng nào đó. Set quay hôm nay của Johnny Cage đã hoàn thành. Trở về ngôi biệt thự hướng biển, Cage xảy ra tranh cãi với vợ mình vì tình hình tài chính hiện tại của gia đình. Cô vợ đang cáu, Cage thì đùa nhây và cô vợ giận dỗi bỏ đi. Cứ ngỡ cô chỉ cần sự yên tĩnh rồi quay lại ngay, thì Kenshi tự dưng ở đâu xuất hiện, tay lăm lăm hàng lạnh. Không ngờ gặp phải thằng liều, gã đến để đoạt lại Sento. Thanh Katana đã tiêu tốn của Cage hết 3 triệu Mỹ Kim. Cage bảo có con Kenshi này chưa bị mù, là hậu duệ của tộc Taira, gia tộc Yakuza khét tiếng hiện đã phải sống chui lủi trong bóng tối. Kenshi cần Sento để cứu gia tộc. Anh Liu cùng hai ninja lại can thiệp. Sub-Zero cởi trói cho Kenshi, Cage ngăn lại. Sub-Zero làm ngơ, Cage cáu và chụp lấy tay Sub-Zero. Sub-Zero cho Cage lau sàn nhà. Cage lại càng cáu và cho ninja băng biết thế nào là lễ hội. Để ngăn mọi chuyện diễn biến xa hơn, Liu Kang lại dùng thông não chi thuật. Phe Earthrealm giờ có 4 thành viên. Quá trình luyện tập 7749 ngày trôi qua, nhà vô địch đại diện cho Earthrealm được xác định là Raiden sau khi anh đấm Khung Lao. Tỷ số được quân bình là 1-1. Nhận lấy chiếc bùa được làm ra bởi các Elder God, Raiden bắn ra một tia sét nhìn như phim Hollywood. Liu Kang múa múa mở cổng không gian. Cả nhóm lên đường đến Our World, trong khi thanh niên Cage cứ cầm khư khư cái điện thoại sống ảo. Chào đón nhóm là Milena và Kitana, hai công chúa sinh đôi của Our World, cùng với Tanya, một Umgandi nhận trách nhiệm bảo vệ gia đình hoàng tộc. Trên đường về, họ gặp Li Mei đang dẫn một nhóm người nhiễm bệnh Tarkat đi qua. Milena xuống gặp Li Mei, Li Mei cãi, Milena gằn giọng, Li Mei lại thôi. Đại diện hai giới chào hỏi xã giao, sau đó giao lưu kết hợp luôn. Li Mei chào sân, Raiden đấm luôn không kiêng nể. Greco tiếp chiêu, Raiden đấm nốt. Đại thắng ngày 1 dành cho Earthrealm. Tối hôm đó, tướng Shao bị nữ hoàng Shindei hỏi tội vì dám lồi lõm với người Earthrealm. Hắn cho rằng Liu Kang sẽ chiếm lấy Our World, nhưng làm sao mà cãi được nữ hoàng, chỉ một tín nhiệm. Hai công chúa đến gặp Shindei sau đó. Milena không biết có ăn phải bánh mì phượng Hội An không mà lại đau bụng giữa bữa ăn, nên hôm sau Kitana sẽ lên đấu thay. Milena cãi, Shindei cũng cãi, Kitana giảng hòa, Milena dỗi rồi bỏ đi.
Diễn biến ngày 2 không có quá nhiều khác biệt. Công chúa Kitana lên sàn, Raiden đấm công chúa. Tướng Shao thế chỗ, Raiden đấm hắn luôn. Và Earthrealm lại giành chiến thắng trong giải Mortal Kombat. Về phần Liu Kang, khi đang ngồi thiền thì Geras, hộ vệ của Hourglass tìm đến. Ông ta cho biết Shang Tsung ở dòng thời gian này đang dần thoát khỏi số mệnh mà Liu Kang đã tạo ra cho hắn và dần tiến đến con đường trở thành một pháp sư tà ác. Vấn đề lớn sẽ xảy ra nếu hắn tiếp cận được nữ hoàng Sindel, buộc Liu Kang với vai trò là thần phải can thiệp. Raiden đã trở nên nhãn mặt sau chiến thắng cho nên ba người còn lại được cử đi. Theo chiếc la bàn, cả ba tìm đến một khu vực có những sinh vật hình người có miệng rộng toác đầy răng nhọn. Họ đang bị trấn áp bởi lính hoàng gia. Baraka bị hai tên lính áp giải về một hướng khác. Shang Tsung đâm mũi kim tiêm lấy gì đó từ cơ thể và làm hắn cáu. Gai nhọn mọc ra từ tay và xiên ngay hai tên lính. Shang Tsung là mục tiêu tiếp theo. Nhóm ba người nhanh chóng ứng cứu, trong khi Shang Tsung hóa thân thành hình dạng người răng nhọn sủi mất. Cả bọn toan đuổi theo nhưng Baraka không cho. Kenshi đại diện đấm nhau, Baraka đo đất. Hóa ra ông ta từng là một thương nhân giàu có trước khi mắc bệnh Takat và trở thành như hiện tại rồi bị đầy ải. Baraka điều hành nơi này để cứu mang những người nhiễm Takat khác. Vào một ngày, Shang Tsung cùng quân lính đến để trích xuất lấy mẫu máu của ông ta. Từ đó đều đến mỗi tháng một lần. Theo chân Baraka, nhóm Earthrealm đến được phòng thí nghiệm của Shang Tsung. Cả ba lẻn vào trong và bắt gặp Shang Tsung, Rain và Chanya đang vây quanh Milena bất tỉnh trên ghế. Shang Tsung tay cầm ống tiêm chuẩn bị đâm sâu vào Milena. Ba người lao ra cản, Cage đấm, Kung lao đá, Kenshi cũng đá. Chiếc ống tiêm rơi khỏi tay Shang Tsung vỡ nát, buộc Pháp Sư Mưa phải câu giờ để hắn làm thêm một liều mới. Nhưng chẳng trụ được bao lâu, Chanya cũng thua và Shang Tsung bị cô lập. Milena tỉnh lại nhưng cô cũng là một người nhiễm Takat. Khi phát bệnh thì Milena sẽ hóa điên. Cage và Kung Lao không thể giữ nổi Milena. Cô vơ lấy cặp dao, xiêm vào hai mắt của Kenshi. Shang Tsung từ phía sau tiêm thuốc, thứ đó là huyết thanh để có thể ngay lập tức đưa cô về trạng thái bình thường. Đúng lúc đó thì Kitana, Tướng Shao cùng Goro bước vào. Shang Tsung đổ tội, nhóm Earthrealm bị bắt. Sau đó một cổng không gian hiện ra, Quan Chi bước ra từ đó. Nơi mà cả nhóm đang ở mới thực sự là phòng thí nghiệm của Shang Tsung. Baraka bị bớ trong khi chờ bên ngoài. Cai ngục là Reptile, một cá thể đặc biệt của loài Zatoren có thể biến hình. Gã làm việc cho Shang Tsung vì gia đình đang bị bắt, và Shang Tsung cũng đích thân hiện ra, đe dọa các thứ. Reptile không thể làm trái lệnh cấp trên, nhưng sau cùng cũng về phe người tốt, do Shang Tsung đã thủ tiêu gia đình gã từ lâu. Thoát khỏi phòng thí nghiệm, cả nhóm băng qua khu rừng sống để về lại thành phố. Baraka chỉ có thể dẫn đến cổng thành, Reptile sẽ lo phần còn lại. Nhóm kết nạp thêm Ashra, một ác quỷ dưới trướng Quan Chi đến từ Netherrealm. Với thanh kiếm có thể dò đường, cả nhóm tìm ra Quan Chi đang chế tạo cỗ máy cướp linh hồn gần đó, nhưng không kịp ngăn hắn kích hoạt nó. Cỗ máy dựng nên Sonedo và tạo ra Ermac, tập hợp những linh hồn trong khu rừng. Ermac bắn trưởng, Cage, Kung Lao và Ashra bị hất văng, Baraka bị nện xuống đất, Reptile nhanh trí vồ từ phía sau nhưng lại không quá hiệu quả. Ashra gắng gượng cũng không xi nhê. Trước đó, Cage đã trao lại Sento cho Kenshi. Hóa ra ẩn trong thanh kiếm là linh hồn những tiền nhân tộc Tyra. Họ đã khôi phục tầm nhìn và hỗ trợ anh chiến đấu. Ermac rút ngắn khoảng cách, Kenshi xiên hắn một phát. Ermac chưởng bay Kenshi, Sento đã tự đỡ đạn cho chủ. Ashra tham chiến cùng Kenshi, lần này thành công hạ được Ermac. Ashra quay sang phá cỗ máy, Quan Chi bị một bóng ma thoát ra hút hồn. Và nếu không có Kenshi ngăn lại thì Ashra đã chảm hắn. Nhóm đã vào được thành phố và mang theo Quan Chi. Reptile với khả năng tàng hình chạy trước mở đường nhưng lại bị phát hiện. Reiko phóng phi tiêu, Reptile té lầu. Reptile chạy trốn, Reiko và Li Mei đuổi theo. Kenshi cũng nhìn thấy và đuổi theo. Reptile thuyết phục Li Mei không thành cho nên Reptile đấm Li Mei. Kitana và Chanya chạy đến hỗ trợ. Kitana và Chanya cùng nằm, triple kill cho Reptile. Trong khi đó, những thành viên còn lại không thể cắt đuôi được Tướng Shao, còn Quan Chi thì tỉnh lại. Quan Chi ăn thuốc ngủ hệ vật lý từ Cage và Kung Lao, nhưng vẫn có thể chạy mất. Nhóm chạm mặt Shao và Goro, Kenshi và Reptile trở lại như siêu anh hùng. Hỗn chiến xảy ra và Reptile cho Shao đo đất. Motaro chạy đến ứng cứu, cả bọn phải thoái lui. Liu Kang nắm được tình hình về người phụ nữ bí ẩn. Rất có khả năng đây là một người từng tồn tại từ timeline trước hoặc vẫn còn ký ức về nó, và người này thù ghét Liu Kang. Trước hết, cần phải xử lý cỗ máy cướp linh hồn và hội Lin Kuei xuất kích. Scorpion và Sub-Zero có thể dễ dàng thông chốt, riêng ông Smoke thì suýt té chết. Vào được bên trong, hai tay pháp sư chẳng phải kẻ địch xứng tầm. Shao cùng toàn lính kịp xuất hiện giữ Sub-Zero và Scorpion. Shang Tsung tận dụng cái mỏ dẻo thuyết phục thành công Sub-Zero theo phe mình. Sub-Zero đồng thời tiết lộ chính hắn đã để mặc cho cha chết năm xưa. Scorpion cực kỳ cáu. Scorpion tả xung hữu đột. Scorpion hạ tướng Shao, chấp luôn toàn lính của Shang Tsung và chạy ra ngoài. Rain trông thấy Scorpion, Rain úp sọ Scorpion, Scorpion đấm Rain. Havik và Darius chạy đến gây sức ép, cả hai dí đầu Scorpion vào kim loại nóng chảy. Scorpion vùng ra, dí ngược đầu Havik vào đó. Havik điên tiết, đấm Scorpion, Scorpion phản đòn, thắng luôn trận đánh và hội ngộ với Smoke.
Sub-Zero truy sát cả hai, Sub-Zero cáu, Sub-Zero tạo ra con dao băng và đấm tay đôi với Scorpion, nhưng vết sẹo trên mắt phải là tất cả những gì mà hắn có thể gây ra cho người em. Trở lại với Earthrealm, Geras nhận ra người đã liên hệ với tay pháp sư không thuộc về dòng thời gian này, và người đó cũng chẳng đến từ dòng thời gian cũ, mà là một nhánh song song. Liu Kang chạy sang Our World, thuyết phục Sindel ngừng chiến. Cùng với Li Mei, cả hai tiến đến cung điện thì bị Reiko chặn lại. Reiko ăn đấm, Chanya chốt chặn trong cung điện, Li Mei đấm Chanya, Kitana và Milena can thiệp, Li Mei tiếp tục thắng trận. Cuối cùng Sindel phải nghe theo Liu Kang. Anh Liu cho Sindel thấy phòng thí nghiệm của Shang Tsung, gọi thêm Geras để bà có thể thấy những gì đã xảy ra trong dòng thời gian trước, tiết lộ luôn thân phận thần thánh chúa tể của mình cho bà. Nói cách khác, nếu muốn chiếm Our World, Liu Kang đã có thể làm một mình từ lâu. Tướng Shao cùng đám tay chân lại xuất hiện, lần này có mang theo tấm bùa của Shinnok và chính thức làm phản Sindel. Hắn nhốt hai cô công chúa, Chanya cùng Geras vào trong, Sindel cấu, Nitara lên sàn. Sindel hạ gục Nitara, Shao định dùng tấm bùa một lần nữa thì bị Li Mei móc lốt và làm rơi nó. Liu Kang hóa cho! Sindel hét để cản đám lính, cả nhóm chạy ra ngoài thì bị Reiko chặn. Reiko lại tiếp tục bị ăn đấm, Rain và Shao chạy tới, Rain và Shao nằm theo cùng Reiko. Những người bị bắt được thả ra và cả nhóm hội quân cùng Smoke và Scorpion về nơi Shang Tsung đang ẩn náu. Từng tên lính bị hạ trước khi phe người tốt tấn công tổng lực vào trong. Milena và Chanya rẽ sang phải, Ermac xuất hiện chặn cả hai. Ermac làm Chanya bị thương, Milena chiến đấu với Ermac và Ermac bị Milena hạ. Liên kết giữa các linh hồn bị suy yếu và linh hồn của Geralt hay đức vô tiền nhiệm của Our World chiếm lấy Ermac. Một tình huống không thể xấu hơn để đoàn viên, nhưng mà tích cực là đã có thêm sức mạnh của Ermac. Cả đội đột kích vào trong, Shang Tsung và Quan Chi bị Milena hạ. Bất ngờ, người đã giúp Shang Tsung hiện ra. Hắn gọi người đó là Damashi, nhưng xuất hiện từ luồng sáng lại là một Shang Tsung khác. Hắn là kẻ đã bị Kronika bắt ở Mortal Kombat 11, và trận đánh của hắn với Liu Kang ở Aftermath đã tạo ra những vết rách ở dòng chảy thời gian, từ đó tạo ra các timeline song song. Nói ngắn gọn thì Shang Tsung cũng là một Titan như Liu Kang và hắn muốn hợp nhất cả hai timeline. Raiden đỏ và Sindel xấu đi cùng cản đường, Milena cân đôi, nhưng Sindel xấu đã kịp xiên Sindel tốt, và từ giờ phút này, Milena trở thành tân nữ vương của Our World, có linh hồn của Sindel an nghỉ bên trong Ermac. Titan Shang Tsung cần vận chuyển lực lượng hùng hậu của mình và hắn cần có các cổng không gian để thực hiện. Phe Liu Kang chắc chắn không đủ sức đọ lại và Shang Tsung nảy ra sáng kiến triệu hồi các Titan khác. Việc này cần đến sức mạnh của Keeper of Time và may mắn là nó vẫn chưa bị mất bởi Geras đã giữ lại đề phòng khi cần thiết. Nhóm người tốt chia ra làm hai khi Liu Kang cùng Geras sẽ thử tìm kiếm các Titan khác bằng Hourglass, trong khi những người còn lại lần theo dấu vết của đám người xấu và phá hủy các cổng không gian. Phía Liu Kang đã thành công gọi hội với sự xuất hiện của waifu anh ta, Titan Kitana, cùng Titan Kung Lao và Titan Raiden. Phe Titan Shang Tsung có cùng suy nghĩ và hắn cũng đích thân dẫn một phần quân đến Hourglass của timeline này nhằm phá hủy nó. Titan Shang Tsung bắn trưởng về Hourglass, Geras cũng bắn trưởng để cầm cự, trong khi Liu Kang và Titan Kitana xử lý tay chân của Shang Tsung. Cả hai thành công và sau đó hợp sức cùng Titan Raiden và Titan Kung Lao bắn trưởng vào Hourglass. Shang Tsung đại bại khi nhóm còn lại của phe người tốt cũng thành công trong việc phá hủy các cổng không gian. Để chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi, cần phải triệt hạ hoàn toàn Titan Shang Tsung. Lực lượng hai phe dần được lấp đầy bởi các võ sư từ các timeline khác nhau. Họ lao vào nhau như Avenger chiếm với Thanos. Người xông lên cùng Liu Kang lúc này là Kenshi, và chúng ta có thằng mù trong đa vũ trụ hỗn loạn. Kenshi gặp Crocodile, Kenshi thắng. Kenshi gặp Quan Li, Kenshi vẫn thắng. LK-72 nằm. Frostbite, Baratheon, Shock Priestess, Ermac nữ, Janet Cage, John Connor. Tất cả đều nằm dưới đường kiếm của Kenshi. Vẫn là chiếc kim tự tháp trong trận Armageddon, nhưng người đứng chờ ở đỉnh không phải là Blaze mà là Titan Shang Tsung và Quan Chi. Hai tay pháp sư chuẩn bị bắn trưởng, một cặp Shang Tsung và Quan Chi khác chặn lại, nhưng rồi bị chúng giết ngay sau đó. Chừng đó là đủ để tạo khoảng trống cho Liu Kang và Kenshi leo tháp. Liu Kang đấm, Liu Kang đá. Hai tay pháp sư không có cửa ở kèo thể lực, nhưng về phép thuật lại có phần hơn. Kenshi tiếp tục tiến lên, từng tên bị khuất phục và Liu Kang xóa sổ sự tồn tại của hai gã pháp sư, đưa mọi thứ về bình thường. Nhưng có thật là câu chuyện chỉ dừng lại ở đó? The blood, the death, the chaos. Yes, Lord Havoc. It's unfortunate it all ended so fast. The next time, it won't.